cái bát mà pha cà phê trong ký ức vui vẻ. Đây là trái cây trộn. Dạ. Không biết uống nó có giống như bữa bên bên bác ấy hay không nữa. Nó ngọt hơn cái cà phê cũng ngon, cũng giống cà phê của mình đó, là uống đắng hơn nhiều. Cái này thì nó ngọt hơn. Nhưng mà sợ nó béo, rất là béo. Nhưng được cái là nó nóng. Chứ khi mình uống cái này mình uống nguội nó rất là nhiều. Mà cái này chú thì uống ngon. Nước uống đá, lạnh hơn. Nước đá cũng là sao nữa. Cái này nếu mà ai dậy ngọt cũng có phần nước trên hoặc khỏi thế giới này hơn nữa đi được cái cô đây ngồi kế bên có những người họ cứ nhắc cái út như vậy, cứ như vậy là họ xem cái cách thái của cô, cái bát này, cái bát này bằng giảng cà phê cho mình hôm nay cũng muốn là nhắc cái út như vậy. Không lẽ bây giờ uống một hộp cà phê trứng một cái xoài lắc là kỳ với ta. Sai sao chỉ có 23 món xấu xoài với lại cái này là gì mọi, nhưng mà chỉ có xoài là ăn được cay, hai cái kia ngọt quá, cái này thì chua quá. Ra ngoài mọi loại thì không dám ăn cái này, sợ quá, thấy đắng mà đường thì sợ. Ở đây là người tiên ăn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.